Còn 3 triệu người sẽ được cấp căn cước công dân gắn chip trước ngày 30 tháng 7. Thông tin trên được Bộ trưởng Công an Tô Lâm nêu trong phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4 năm 2023 khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với dự án luật căn cước. Theo đại tướng Tô Lâm, dự án luật thay đổi tên gọi thành luật căn cước vì nội dung thay đổi căn bản so với luật căn cước công dân năm 2014, sửa đổi tất cả 39 điều, bổ sung 7 điều Bộ trưởng Công an nhấn mạnh, khi được thông qua, luật căn cước sẽ gắn liền với luật giao dịch điện tử. Khi đó, mọi người dân đều thực hiện giao dịch trên môi trường điện tử. Đây cũng là bước thay đổi từ cách thức quản lý xã hội, giao dịch thông thường đến giao dịch điện tử. Nếu lý do đổi tên gọi căn cước công dân sang thẻ căn cước, Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, căn cước không phải để xác định quyền công dân, mà xác định là căn cước của người dân, tức là xác định được anh là ai, để mọi người dân đều được bình đẳng trước pháp luật có pháp nhân, địa vị pháp lý để giao dịch. Bộ trưởng Công an phân tích trên thực tế, nếu theo cách thức quản lý trên giấy thì sẽ có 3 triệu người không có giao dịch gì, vì họ là người tàn tật, ốm yếu, cả đời không ra khỏi thôn bản nên không có nhu cầu làm các giấy tờ. Ngoài ra, ngay trong khu vực thành phố cũng có hàng trăm người không có hộ khẩu, không có đăng ký tạm trú nhưng hàng ngày vẫn đi làm để kiếm sống, vẫn lấy vợ, chồng, sinh con. Con cái họ sinh ra cũng không có hộ khẩu, không có đăng ký khai sinh, lớn lên lại giống với trường hợp của bố mẹ nếu không thay đổi cách thức quản lý công dân, nhóm người này khó thực hiện được các giao dịch. Về tiến độ cấp căn cước công dân, ngoài hơn 80 triệu người đã có thẻ gắn chip, Bộ Công an phấn đấu đến ngày 30 tháng 7, lực lượng chức năng toàn quốc sẽ cấp nốt cho 3 triệu người dân chưa được cấp. Đối với trẻ em dưới 14 tuổi, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, việc cấp căn cước công dân là không bắt buộc, nhưng thực tế là rất cần vì đã xảy ra bất cập. Theo Bộ trưởng, giấy khai sinh không chứng minh được người được khai sinh và người sử dụng, Do đó, việc bổ sung đối tượng được cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi nhằm đảm bảo tính khả thi, đảm bảo yêu cầu về đối sánh dữ liệu sinh trắc học và yêu cầu quản lý nhà nước. Mục đích để trẻ em dưới 14 tuổi phải được giao dịch trong môi trường điện tử. Ngoài ra, Bộ trưởng Công an khẳng định tài khoản định danh điện tử rất thuận lợi, chỉ cần chi trả các chế độ cho người dân qua tài khoản định danh thì sẽ tiết kiệm rất nhiều chi phí. Bộ Công an dự kiến có thể trả lương hưu trợ cấp xã hội qua tài khoản định danh điện tử. Bên cạnh đó, người dân có thể được vay tiền qua tài khoản định danh điện tử mà ngân hàng không cần thẩm định vì đã có đủ dữ liệu. Việc này góp phần chống được tín dụng đen, giảm giao dịch tiền mặt. Ngáo đá đập phá, đốt chánh điện nhà chùa. Sau khi phê ma túy, lờ vào chùa La Hét, sau đó đập phá tượng Phật, châm lửa đốt. Ngày 16 tháng 4, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An các cử cán bộ trong giữ PHL sinh năm 1991 tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Long An để thanh niên các cơn phê ma túy, L đã dần hồi tỉnh, đang được công an huyện Đức Hòa lấy lời khai. Trước đó vào chiều 14 tháng 4, sau khi sử dụng ma túy, L vào chánh điện chùa ở ấp Chánh, xã Đức Lập Hà, huyện Đức Hòa lãm nhảm chửi bới. Chưa dừng lại, L ném toàn bộ tượng Phật trên chánh điện xuống đất, sau đó châm lửa đốt. Người dân và những người trong chùa không dám vào khống chế vì L hung hãn, cầm theo khúc gậy tròn hù dọa họ. Một số người đã quay lại hình ảnh trên và đăng tải trên mạng xã hội. Công an xã Đức Lập Hà đã khống chế L, đưa về trụ sở nhưng anh này không kiểm soát được bản thân, la hét và liên tục tự đập đầu xuống sàn nhà. Công an huyện Đức Hòa đã khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai nhân chứng, trích xuất camera để xác định hành vi của lợ, đồng thời thống kê thiệt hại để củng cố chứng cứ xử lý. Dùng dao y hiếp nữ chủ nhà bắt mở các sắt cướp tiền rồi tẩu thoát. Công an huyện Văn Bàn, Lào Cai đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ cướp tài sản táo tận tại thị trấn Khánh Yên, Ngày 16 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Văn Bàn đang tạm giữ Trần Tiến Thành, 40 tuổi, trú bản Lâm Sinh, xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn để điều tra về hành vi cướp tài sản. Cách đây 2 ngày, công an huyện tiếp nhận thông tin tố giác của chị Phạm Thị Tuyết, 34 tuổi, trú tổ 8 thị trấn Khánh Yên về việc bị nghi phạm đột nhập vào nhà uy hiếp để cướp 30 triệu đồng. Công an đã vào cuộc làm rõ, sau 12 giờ tập trung truy xét, công an đã xác định Thành gây án nên đã triển khai vây bắt khẩn cấp. Khi được đưa về trụ sở, Thành đã thừa nhận hành vi phạm tội nghi phạm cho biết do nợ nần nên đã lên kế hoạch cướp tài sản. Khi đến khu vực tổ dân phố số 8, anh ta lẻn vào nhà chị Phạm Thị Tuyết, ẩn nấp, chờ cơ hội ra tay trộm cắp. Khi thấy gia đình chủ nhà ngủ say, Thành lục đồ đạc trong nhà nhưng bất ngờ bị chị Tuyết phát hiện. Do vậy, nghi phạm đã dùng dao đe dọa và ép chị Tuyết mở két sắt để lấy 30 triệu đồng rồi tẩu thoát. Tóm gọn gần 100 quái xế trong đêm Công an Hải Dương xử lý 97 người đi trên 45 xe máy trong đêm vì vi phạm nghiêm trọng luật giao thông đường bộ. Tối 16 tháng 4, lãnh đạo công an thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho hay, đơn vị đang phối hợp với tổ công tác 151 công an tỉnh này xử lý 97 người, chủ yếu là thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm trong đêm 15 tháng 4. Tối 15 tháng 4, hàng trăm cảnh sát thuộc tổ công tác 151 của tỉnh và công an thành phố Hải Dương kịp thời phát hiện ngăn chặn, xử lý 45 xe, 97 người vi phạm. Những người này chủ yếu không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, sử dụng xe máy không có đăng ký, không đeo biển kiểm soát trong đó nhiều nam thanh niên phóng nhanh vượt ẩu lạng lách đánh võng khiêu khích người đi đường và lực lượng chức năng làm nhiệm vụ những người vi phạm chủ yếu ở thành phố hải dương và các huyện lân cận như cẩm giang thanh hà gia lộc bình giang nam sách tứ kỳ họ dùng mạng xã hội lập nhóm hẹn nhau quy tụ về trung tâm thành phố tổ chức diễu hành hò hét với tốc độ cao thường gọi là cháy phố trong 97 người bị công an mời về trụ sở làm việc, có Nguyễn Đức Chính sinh năm 2003, trú tại xã Tiền Tiến, thành phố Hải Dương, sử dụng giấy phép lái xe giả, Lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương thông tin, theo kế hoạch, đợt cao điểm tuần tra xử lý vi phạm an toàn giao thông diễn ra từ 15 tháng 4 đến hết ngày 30 tháng 6. Trong thời gian này, tổ công tác 151 từ tỉnh đến các huyện sẽ thường xuyên phối hợp tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn. Công an tỉnh cũng đã công bố đường dây nóng của tổ công tác 151 và kêu gọi người dân báo cho công an khi phát hiện những dấu hiệu hành vi vi phạm của tội phạm đường phố.